sau đây là bài chương của em về gửi của Trà. Rất đáng nghe. Trà, chúng ta mới thấy ở Nhật hoặc ở Trung Quốc có một người đàn ông đã đi rất là sâu vào trong rừng và thử 72 loại quả khác nhau, loại lá khác nhau, nhưng mà ông đã vô tình bị trúng độc sau 72 lần đấy. Nhưng mà vô tình là trước khi chết thì đâu phải là bay vào ông ý, và thế là ông ý chưa chết sống tiếp. Ông ấy lại sống khỏe bình thường, nhưng mà chúng ta đây chỉ là một cái chuyện thuyết thôi chứ không phải là chuyện thật. Ông có tên là Sơn Đông và Thần Đông ở bên Trung Quốc. Thực tế thì Trà được theo các học sinh có 6.000 năm trước ở bên Trung Quốc, và bắt đầu thì Trà được dùng món ăn kiểu rau ăn với cả các loại hạt và nấu lên, sau đó họ sẽ dùng nhiệt với cả nước để làm thành trà sau đấy. Trà thì hay được nghĩ cách là nung đá lên, và sau đấy thì có thành một cái bánh, và từ bánh thì sẽ thành bột, và thêm cả nước nóng thì sẽ được trà mua trà là matcha. Đây thì nên trà đạo của bên Trung Hoa. Trà là một đề tài rất là thông dụng ở trong chuyện và thơ, và được có rất là nhiều vua quan yêu thích sử dụng trà, và cũng là một phương tiện các nghệ sĩ để thể hiện tài năng của mình, như là các espresso trong các cafe bây giờ. Sau đấy một đàn ông đã mang trà đến với cả Nhật Bản. Đây là cái trà đầu tiên được đến với Nhật. Và cũng từ đó hình thành nên trà đạo bên Nhật với các phong tục khác nhau của bên nước Nhật Bản. Thì cũng một từ đoạn này mà trà được chuyển thành lá. Lá trà vào ra và cho vào ấy. Và trà thấy những mặt hàng xuất khẩu nhất của bên Trung Quốc. Và Trung Quốc ảnh hưởng về kinh tế thì chính trị cực kỳ lớn trên thế giới. Đến năm 1600 thì có một đất nước đã đi đến trả lan truyền ra châu Âu, và đó là nhờ nữ công của nữ hoàng Catherine sau khi cưới vua Charles đời thứ hai. Và chính vì bà ấy mà trả được lan truyền ra rất nhiều ở bên nước Anh và đến toàn châu Âu. Và đây là sau khi Anh mở rộng thuộc địa thì trà lại càng phổ biến hơn. Và đến năm 1700 thì tại châu Âu thì lượng trà bán đắt, bán được nhiều hơn 10 lần lượng cà phê. Và tuy nhiên thì trà cũng chỉ sản xuất ở bên Trung Quốc thôi, chưa có các nước khác. Và sau đấy thì các nước khác đua nhau chạy đua để có được thật là nhiều trà, vì đây là một món đồ cực kỳ lợi nhuận. Thì dẫn được hình thành ra nhiều loại tàu khác nhau trên thế giới cũng là do trà. Thì bắt đầu ta dùng những cái đồng tiền xu để mua trà. Nhưng họ thấy là cái việc này nó quá là tốn kém, đã chuyển sang mua thuốc viện để đổi sử dụng lấy trà. Nhưng mà nó rất là hại đến sức khỏe của Trung Quốc, nên là ông vua Trung Quốc đã yêu cầu quân lính bỏ hết cái phép buôn bán với cả nước Anh với thuốc viện. Họ đấy công ty East Indian đã muốn mua trà để tăng lợi nhuận cho công ty và chiếm lĩnh thị trường. Và đó, công ty đã cử một nhà thực vật học tên là Robert Fortune. Ông ấy đã cải trang, và ông ấy cải trang xong rồi ông ấy đi đến Trung Quốc, từ Anh đến Trung Quốc, và ông ấy cũng lặn lội rừng để tìm được cái trà ông ấy cần. Sau đó Robert Fortune đã buôn lậu không những trà mà buôn lậu cả nhân công để lấy được cái trà và mang về với cả Darjeeling là ở bên Ấn Độ, và lại đang truyền tiếp. Và chính vì những câu chuyện như thế nên là trà ngày càng phổ biến trên thế giới, và bây giờ những nước nào cũng có trà, và mỗi nước lại có một các loại trà đặc trưng khác nhau cực kỳ phổ biến. Và thế là thì ok, cảm ơn rất nhiều.